Quý vị các bạn, hôm nay tôi sẽ thử cái này. Cái này là máy gì đấy? Máy lúc có máy xay thịt. Máy xay thịt. Cái này thì đấy giá 702.000. Nói chung cái này nó có thể bỏ một đây. Đấy, ăn như thế này. Tôi gặp điện xem đó. Có đâu xuống đâu không à? Tôi chưa biết bỏ cái này thì có nào tôi xem ạ. À, đây, đây, đây. Tôi gặp điện cho đâu nhé. Bấm này, bấm như thế, cái này là chạy, chạy bên này, chạy trái, chạy phải này. Nhưng mà nó không chạy. Để tôi kiểm tra thì xem sao. Tôi cái này là cái nồi của nó, để bên. Còn cái này thì chúng ta xử lý ba cạnh, để tôi lấy coi có cái ba cạnh không ạ. Đây chúng ta lấy một cái loại thuốc lá vít nhỏ này, chúng ta có thể xỏ được vào trong. Đây chúng ta kiểm tra như thế nào. Rồi. Đấy nó cũng đơn giản vậy thôi, nó chủ yếu là cũng như máy xay sinh tố. Cái này nó xoay à? Trật đâu? Chặt vậy sao chặt vậy không biết, xem nào, tôi chặt đấy, chặt quá, tôi định ra nhỏ lên vào ấy ạ, tôi chặt đấy. Đầu tiên chúng ta cho nó lỏng tí đã. Có thể xem sao. Rồi nó lỏng rồi, không có phần gì nữa, chúng ta xem sao. Quan trọng là nó có cái công tắc đây này, xem thử nó có hiện trạng nó có như thế nào. Bấm được. Cũng không được, chứng tỏ là cái này là bị hỏng. Đấy như vậy là tôi kiểm tra. Để kiểm tra bộ này có thể xem sao.
Dạ. Ngồi để câu đúng không? Ngồi lên, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi hồi chị chỉ mình một nhà thôi. Cái chỗ mấy mình mát thì hai tên chưa hóa cho mình mát. Chả nên trời đặt nước được. Tại là hai đổ đất trời mưa. Hai bữa trước đi mà đi mát nó nặng rồi chứ vậy. Chúng ta phải cỏ một tí đây để kiểm tra. À, đồ công tắc để xem. À, như vậy hỏng đâu nhỉ? Chưa ra bảng nữa các bạn.
Rồi, chưa căn gì cả. Hay giấy đi. Còn dây này. Em kiểm tra này. Một dây nó vào đây. Rồi. Một dây thì nó vào chỗ nào? Đấy mình vào ấy nhé. Mà tao không chạy. Tao không chạy. Nó còn rất khó các bạn đang đang đi tìm cái này đó không được mà các bạn rồi cô nào đây là kiểm tra bây giờ kiểm tra tập thể rồi vào đây rồi kiểm tra để xem sao hai điện 200 vào đấy nhé bây giờ 200 vào đây thì nó phải chạy. Rồi đây. Cái này chúng ta rồi
tâm lý buồn khi nó thật khó nhớ thương của anh. Chúng ta kiểm tra hết rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra xuống công tác. Cái này khá phức tạp. Và đơn giản đâu các bạn. Tôi kiểm tra cuốn nhớ, kiểm tra công tắc. Bây giờ cài thế nào? Xem thử đây có khả năng bị đây này. Ừ, được chết chưa. Đi ổ cái này đi ổ mà thế là cái gì nhỉ? Nguồn lên đây. Cái này dây đỏ
dưới đổ đây. Đấy. Như vậy là kiểm tra tổng thể cả rồi. Thì như vậy cái này là bị cháy cục chữa này. Cục proton. Cái cục cục bên trong này. Đấy, như cái này có thể là hút luôn bởi vì cái đồ này không có. Đây. Cháy đây các bạn. Cái cục proton này. Đây đây rồi, cháy đây. Đã đen luôn. Đấy, như vậy cái này thì có khả năng là bị như vậy chúng ta có thể vứt thôi. Không thể làm sao được, cục này không có thai. Đây này, bị cháy ở trong này. Đấy. Đấy, như vậy thôi. Cái này là tìm ra bệnh đấy, cho tìm hết công tắc này. Tìm hết cuộn dây này, tìm hai cuộn dây, cuộn này này và cái công tắc này này và các cái đầu mối này, nói chung tôi kiểm tra hết rồi, không có một cái hiện tượng nào cả, nói chung dây điện là nhảy là chạy cả vào đây, nói chung điện chạy được tới đây rồi, thì như vậy nó sẽ hỏng hỏng cuộn này, như vậy do cái người này quá ép, họ ép quá, họ ép ép cái này nặng quá. Hình như họ nói là định xay hai củi nhưng mà xay một củi cho nó xong cho mau rồi là bị như vậy luôn đấy. Thì các bạn cái này thì các bạn không nên ép, ép là rất nguy hiểm đấy. Bây giờ thì có lắp lại thôi, không thể làm gì được nữa. Đành phải trả thôi bởi vì cái này thì chúng ta phải lắp lại. Lắp lại những cục. Cái này để tôi chỉ cho các bạn lắp. Bây giờ thì chúng ta lắp lại. Lắp của nó là như thế này. Đây. Cái này các bạn bữa sau các bạn có thể về mở thôi. Để mà vì cái loại này là mới nè. Ừ, cái này là họ mua hỏa miệng rồi.
Đây chúng ta vặn lại, chúng ta lắp như là đơn giản vậy thôi. Cái này thì chúng ta vặn lại. Nói chung chủ yếu là cái này tháo lắp cái đó. Còn bữa sau chúng ta tính tiếp, bởi vì có nữa tôi sẽ mua về tôi thay. Nếu mà không có thì thôi, thì phải trả thôi. Đấy, như vậy thì chúng ta bỏ lại và trả, một là trả, hai thì chúng ta có thể ấy, chúng ta có thể rồi đấy, như vậy là được này. Cái này được vậy thôi, bởi vì là ở bởi đây chỗ cháy chúng tôi dí nha, cái mũi của nó vào 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 vào, vào đây cái chỗ ấy, dí của nó vào đây cái chỗ của cái chập ấy, vì nó còng dây nó ra đó, nhưng nó không chạy được lâu đâu, đó là ấy. Nhưng mà bây giờ thì nó sẽ chạy ấy. Còn lúc này tôi lấy mùi mùi ấy, tôi nhấn vào chính giữa cuộn dây ấy, vào giữa cái dây chỗ chạy thì nó có hai mùi nó liền nhau lại, nhấn cho nó tìm vào đấy thì như vậy thì cũng được, đúng không ạ? Đấy, chạy như vậy được đấy, chạy hơi yếu thôi. Thế này thì ấy thì phải trả cho họ thôi, nhưng mà bởi vì là cái chỗ đấy, bởi vì chỗ dí ấy là được thôi, thì như vậy thì có thể chúng tôi sẽ quay cho bạn quay coi. Đấy, chạy và nó còn yếu đấy, như vậy là được đấy, vừa lại được lại vừa ấy, được tạm thời thôi, vì nó cháy nít mùi ở ra đó mà nó chập ở đây chỗ cùn đấy, và tôi lấy cái đóng vào đấy, tôi nhấn vào đấy thì nó mới chạy được. Rồi, tôi cảm ơn quý vị các bạn đã xem, nhớ nút like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé.